Mèo nhà người ta. Mèo nhà tôi. Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh The okay. Happy Pet. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ có một cái thử thách cho các bé mèo. Đó là chúng ta sẽ xây dựng một cái tường ly và để các bé mèo đi qua xem là bé nào sẽ hoàn thành được 100% bài thử thách này đấy. Rồi, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu thôi. Chùm cuối. Bruh.